Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 27. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau con trưởng nam mà rằng: Hỡi con. Esau thưa rằng: Có con đây. Người bèn nói rằng: Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Vả đang khi Isaac nói cùng Esau con trai mình, thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng: Này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con và dặn rằng: Hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. Jacob thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Ê-sao anh con có lông, còn con lại không? Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chát lấy cho mình sự rủa sả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: Con ơi, xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu. Hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con. Vậy Jacob đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ, làm món ngon tùy theo cha sở thích. Đoạn Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Esau con trưởng nam sẵn để trong nhà mà mặc vào cho Jacob con út mình. Rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Jacob không có lông. Rebecca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình. Jacob bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha. Isaac đáp: Có cha đây, con là đứa nào đó? Jacob thưa: Tôi là Esau, con trưởng nam của cha. Con đã làm theo lời cha dặn biểu. Xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Isaac hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Ấy nhờ Jehovah Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy. Isaac nói cùng Jacob rằng: Hỡi con, hãy lại gần, đặng cha rờ thử xem có phải là Esau con của cha chăng. Jacob bèn lại gần Isaac, người rờ và nói rằng: Tiếng nói thì của Jacob, còn hai tay lại của Esau. Người chẳng nhận biết đặng, vì hai tay cũng có lông như của anh là Esau. Vậy Isaac chúc phước cho. Người lại hỏi rằng: Ấy con thật là Esau con trai ta phải chăng? Jacob thưa: Phải, con đây. Isaac bèn nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Jacob dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Isaac cha người nói rằng: Hỡi con, hãy lại gần và hôn cha. Jacob bèn lại gần và hôn người. Isaac đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho và nói rằng: Này, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, được màu mỡ của đất và dư dật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải phục con, các nước phải quỳ lại trước mặt con. Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải quỳ lại trước mặt con. Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại. Vừa khi Isaac chúc phước cho Jacob xong, và vừa khi Jacob lui ra khỏi nơi cha mình,
thì Ê-sau anh người đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon dâng lên cho cha và thưa rằng: xin dậy ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Y-sác cha người hỏi: con là đứa nào? Thưa rằng: tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha. Y-sác lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: vậy còn đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó. Nó lại sẽ được ban phước vậy. Vừa nghe dứt lời cha thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: cha ơi, xin hãy chúc phước cho con luôn nữa. Nhưng Y-sác lại đáp: em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi. Ê-sau liền nói rằng: có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao? Y-sác đáp rằng: này, cha đã lập nó lên làm chủ con, đã cho các anh em làm tôi nó và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha sẽ làm chi cho con đây? Ê-sau thưa rằng: cha ơi, cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với cha. Rồi Ê-sau cất tiếng lên khóc. Y-sác cha người đáp rằng: này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất cùng sương móc trên trời xa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Xong, khi con lưu lạc rày đó mai đây, sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy. Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: ngày tan của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Gia-cốp em ta đi. Họ đem lời Ê-sau con lớn thuật lại cùng Rebecca, thì người sai gọi Gia-cốp con út mình mà nói rằng: này Ê-sau anh con toan giết con để báo thù. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy chạy trốn qua nhà La-ban cậu con tại Cha-ran và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư? Rebecca nói cùng Isaac rằng: tôi đã chán, không muốn sống nữa vì cớ mấy con gái họ hết. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ hết mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó, thôi tôi còn sống mà chi. Chương 28. Y-sác bèn gọi Gia-cốp chúc phước cho và dặn rằng: con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Ca-na-an. Hãy đứng dậy đi qua xứ Pha-đan A-ram tại nhà Bê-tu-ên ông ngoại con và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban là cậu con. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sinh sản thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Abraham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Abraham. Rồi Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan A-ram đến nhà La-ban con trai Bê-tu-ên vốn người A-ram, lại là anh của Rebecca mẹ của Gia-cốp và Ê-sau. Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và sai đi qua xứ Pha-đan A-ram đặng cưới vợ, và trong lúc đương chúc phước có dặn rằng chớ cưới vợ trong bọn con gái Ca-na-an, lại đã thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ đi qua xứ Pha-đan A-ram đó, thì biết rằng bọn con gái Ca-na-an không vừa ý Y-sác cha mình, nên người bạn đi đến nhà Ít-ma-ên ngoài hai người vợ đã có rồi, cưới thêm nàng Ma-ha-lát con gái của Ít-ma-ên cháu nội của Abraham và em của Nê-ba-dốt. Gia-cốp từ Bê-e-sê-ba đi đến Cha-ran tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó.
Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Gia-cốp thức giấc nói rằng: Thật, Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng: Chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê-tên, còn nguyên khi trước tên thành là Lu-sơ. Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Chương 28. Kẻ ác chạy trốn dầu không ai đuổi theo, nhưng người công bình mảnh dõng như một sư tử. Tại vì xứ phạm tội ác nên có vua chúa nhiều, nhưng nhờ người thông sáng có trí hiểu biết, sự vững vàng của nước sẽ còn lâu dài. Người nghèo hiếp kẻ khó khăn khác nào trận mưa quét sạch thực vật. Kẻ bỏ luật pháp ngợi khen kẻ ác, còn người giữ luật pháp chiến đấu cùng chúng nó. Kẻ buông mình vào sự ác chẳng hiểu sự công bình, nhưng ai tìm cầu Đức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự. Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm, còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vại. Ai giữ luật pháp là con trai khôn ngoan, còn ai kết bạn với kẻ hoang đàn làm hổ ngươi cho cha mình. Kẻ nào nhờ lời và sự ăn lời quá phép mà làm cho của cải mình thêm lên, tất chứa để dành của ấy cho người có lòng thương xót kẻ nghèo khổ. Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. Kẻ nào làm cho người ngay thẳng lầm lạc trong đường xấu xa, chính kẻ đó sẽ sa vào hố của mình đã đào, nhưng người trọn vẹn được hưởng phần phước lành. Người giàu tự nghĩ mình là khôn ngoan, nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng dò xét người. Khi người công bình thắng hơn thì có sự vinh hiển lớn, còn lúc kẻ gian ác dấy lên thì người ta đều đi ẩn trốn. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay, còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai nạn. Một vua gian ác cai trị dân nghèo khổ khác nào sư tử gầm hét và gấu đuổi theo mồi. Quan trưởng thiếu trí hiểu cũng hà hiếp người ta nhiều, nhưng người ghét sự hà tiện sẽ được trường thọ. Kẻ mắc tội đổ huyết của người nào sẽ trốn đến mồ mả, chớ có ai ngăn cản nó. Ai ăn ở cách ngay thẳng sẽ được cứu rỗi, còn ai đi theo hai lối cách cong vại sẽ sa vào một trong hai lối ấy. Kẻ nào cày ruộng mình sẽ ăn bánh no nê, còn ai theo kẻ biếng nhác sẽ được đầy sự nghèo khổ. Người thành thật sẽ được phước lành nhiều, còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt. Tây vị người lấy làm chẳng tốt, dầu vì một miếng bánh người cũng phạm tội. Người nào có mắt tham vội ham kiếm của cải, chẳng biết rằng sự thiếu thốn sẽ lâm vào mình nó. Ai quở trách người nào về sau sẽ được ơn, hơn là kẻ lấy lưỡi mà vua nịnh. Kẻ nào ăn cắp của cha hay mẹ mình và nói rằng chẳng phải là phạm tội đâu, kẻ ấy đồng bạn với kẻ phá phách.
Người nào có lòng kiêu ngạo, dục sự tranh cạnh, nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê. Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội, còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn, còn ai xây mắt khỏi đi, ắt sẽ bị nhiều sự rủa xả. Khi kẻ ác dấy lên, người ta đều ẩn trốn, nhưng khi chúng nó hư mất đi, người công bình bèn thêm nhiều lên. Chương 11. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Bây giờ, muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ. Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đang bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta, vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi Assyri, Egypto, Phatro, Cút, Elam, Sinea, Hamat cùng các cù lao biển. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Bây giờ sự ghen tương của Ephraim sẽ mất, kẻ khuấy rối Juda sẽ bị trừ đi. Ephraim không ghen ghét Juda nữa, Juda không khuấy rối Ephraim nữa. Chúng nó sẽ bay trên vai dân Philistine về phía tây, cùng nhau cướp giật con cái phương đông, tra tay trên Edom và Moab. Con cái Amon sẽ vâng phục họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắc dải biển Ê-díp-tô, vung tay trên sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh mà chia ra làm bãi suối và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài, là những kẻ sót lại bởi Assyri, cũng như đã có một đường cái cho Israel trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy. Chương 12. Trong ngày đó ngươi sẽ nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa, vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi và Chúa yên ủi tôi. Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi, Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu, và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài. Hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng, vì đấng thánh của Israel là tôn trọng giữa ngươi. Chương 13. Gánh nặng về Babylon mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy. Hãy dựng cờ trên núi trọi, hãy cất tiếng kêu chúng nó,
lấy tay mà ngoắt cho người ta vào các cửa người sang trọng. Chính ta đã truyền lệnh cho kẻ ta đã biệt riêng ra và đã gọi những người mạnh mẽ của ta đến sự thạnh nộ. Họ vui mừng vì cớ sự cao trọng của ta. Có tiếng xôn xao của đoàn lũ trên các núi, dường như tiếng xôn xao của một dân đông. Ấy là tiếng ồn ào các nước của các dân tộc nhóm lại. Đức Giê-hô-va vạn quân điểm soát đạo quân mình để ra trận. Chính Đức Giê-hô-va và những khí giới của sự thạnh nộ Ngài đến từ phương xa, từ nơi rất xa trên trời để hủy diệt cả đất. Các ngươi khá than khóc vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần. Ngày đó đến như cơn tai nạn đến bởi đấng toàn năng. Vậy nên mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy. Chúng đều kinh hoàng, bị sự đau đớn thảm sầu bắt lấy, quặn thắt như đàn bà đang đẻ, hắt hơ hắt hải nhìn nhau, mặt như mặt ngọn lửa. Này, ngày Đức Giê-hô-va đến là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận, để làm đất này nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa, mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu. Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược. Ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng quý. Thật, ta sẽ làm cho loài người hiếm có hơn vàng ròng xứ Ophir. Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị dao động lìa khỏi chỗ mình vì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân trong ngày Ngài nổi giận dữ. Bây giờ, ai nấy như con hươu bị đuổi, như bầy chiên không người nhóm lại, sẽ trở lại cùng dân mình, sẽ trốn về xứ mình. Kẻ nào người ta gặp được sẽ bị đâm, kẻ nào bị bắt sẽ ngã dưới lưỡi gươm. Con trẻ họ sẽ bị đập chết trước mắt họ, nhà bị cướp, vợ bị dâm hãm. Này, ta sẽ xui người Mê-đi nghịch cùng họ. Những người đó chẳng quý bạc, chẳng thích vàng, dùng cung đập dập kẻ trai trẻ, chẳng thương xót đến thai trong lòng mẹ, mắt chẳng tiếc trẻ con. Babylon là sự vinh hiển các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người canh đê, sẽ giống như Sodom và Gomorrah mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Nó sẽ chẳng hề có người ở nữa. Trải đời nọ sang đời kia không ai ở đó. Người Ả Rập không đóng trại tại đó, những kẻ chăn cũng chẳng cầm bầy mình ở đó. Song những thú rừng sẽ đến ở, và nhà cửa đầy những chim cú, chim đà choáng làm chỗ mình, dê đực lấy làm nơi nhảy nhót, sài lang sủa trong cung điện, chó rừng tru trong đền đài vui sướng. Kỳ nó đã gần đến, ngày nó sẽ không được dài nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy,
đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.